Anthony Gordon được thay ra ở phút 72 khi Newcastle đang dẫn 1-0. Và 25 phút sau đó, đội bóng của anh đã phải trải qua cơn ác mộng khi liên tiếp phải nhận hai bàn thua đầy chóng vánh bởi Darwin Núñez để rồi khép lại trận đấu với một kết quả thua cuộc. Ở mùa giải trước, Gordon đã có 6 trận đá chính cho Premier League, nhưng đáng chú ý nhất là ở trận gặp Southampton vào hồi tháng 4, anh đã phải chia sẻ rằng mình có vẻ đang hơi ngợp so với lối chơi của Newcastle và huấn luyện viên Eddie Howe. Tôi đã có một hiệp đấu khá tốt, nhưng tôi biết mình chưa hòa nhập được với phong cách thi đấu của toàn đội. Thực sự tôi vẫn chưa hiểu hết được mọi thứ tại đây. Những chi tiết trong chiến thuật của huấn luyện viên Eddie Howe rất ấn tượng, nhưng lượng thông tin đó có vẻ đang là quá nhiều so với những gì tôi đã quen trước đó. Tuy vậy, Anthony Gordon lại là một phiên bản hoàn toàn khác sau mùa hè. Cầu thủ sinh năm 2001 là một phần quan trọng của đội tuyển Anh khi giành chức vô địch U21 Euro vào mùa hè vừa qua. Tại giải đấu đó, Gordon đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất khi chơi ở vị trí số 9 ảo. Và phong độ ấn tượng đó của Gordon cũng được anh mang vào những trận đấu của Newcastle khi chơi ở vị trí tương tự. Vai trò của Gordon tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển cánh phải của Newcastle, nơi Trippier có thể đẩy lên phía trước và Miguel Almiron sẽ bó vào chơi ở bên trong. Điều này tạo khoảng trống cho Sandro Tonali có thể hoạt động ở các vị trí sâu và rộng hơn. Newcastle tạo áp lực tầm cao cho Liverpool bằng cách một kèm một. Ở hình ảnh bên dưới, Gordon sẽ theo sát Alexander-Arnold khi cầu thủ này di chuyển vào trung tâm, nhưng sẽ ngay lập tức tạo áp lực với Zouma tiếp khi đường bóng được luân chuyển ra biên. Tấm thẻ vàng của Trent Alexander-Arnold chính là thành quả của việc chủ động phản ứng theo những đường bóng của Gordon. Khi Matip chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho Arnold, Gordon đã chủ động lao tới để áp sát Arnold. Sau pha tranh chấp, Arnold đã ném quả bóng ra xa Gordon để tránh một quả ném biên nhanh. Hành động này sau đó đã khiến Arnold phải nhận thẻ vàng. Việc Arnold không bị đuổi khỏi sân ngay từ phút thứ 6 đến giờ vẫn xảy ra nhiều tranh cãi. Newcastle có một pha triển khai phản công từ khu vực gần sát khung thành của Nick Pope. Gordon nhận bóng và nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của Szoboszlai. Tuy nhiên anh lại bị Arnold cản lại một cách đầy thô bạo ở dọc đường biên sau đó. Alexander-Arnold đã từng phải nhận một thẻ phạt vì lỗi tương tự như vậy ở một pha phản công trong trận derby vùng Merseyside với Everton vào tháng 4 năm 2022. Với việc Arnold buộc phải tuân thủ lối chơi mà Jurgen Klopp đưa ra thì Gordon đã có khoảng thời gian rất tốt để khai thác vào những khoảng trống mà Arnold để lại. Gordon liên tục có những pha một đấu một rồi thực hiện cắt inside hoặc đẩy trái bóng sâu xuống khu vực sát rìa vòng cấm để khai thác vào vị trí của Arnold. Bản thân Gordon hiểu đó sẽ là khu vực rất nguy hiểm cho hậu vệ đối phương nếu thực hiện một pha tắc bóng. Ở hình minh họa bên dưới, Gordon muốn đẩy bóng dọc xuống sát đường biên ngang nhưng tiếc là Arnold đã đọc được ý đồ và cản lại. Nhưng đó cũng chỉ là lần hiếm hoi Arnold làm được điều đó trong cả trận. Và sau rất nhiều nỗ lực áp sát và gây sức ép lên Arnold, Gordon đã có được thành quả của riêng mình sau khi anh tận dụng thành công sai lầm của Arnold ở phút 25. Nhưng áp lực của Gordon chưa dừng lại ở đó. Ở tình huống phải nhận thẻ đỏ của Van Dijk 4 phút sau bàn mở tỷ số, Arnold gần như không có sự lựa chọn khi phải đẩy ra cánh để theo kèm với Gordon. Và chính việc đó đã mở ra một khoảng trống thanh thang để Joe Linton đưa ra quyết định. Sau khi bị Wataru Endo theo bóng, Joe Linton quyết định đẩy trái bóng cho Gordon và di chuyển thẳng về phía trước để mở ra không gian phía sau cho Gordon di chuyển bóng vào trung lộ. Và khi thấy được khoảng trống giữa Matip và Van Dijk, Gordon đã tung ra một đường chuyền cực kỳ thuận lợi để tạo tiền đề cho Isak tiến vào vòng cấm của Liverpool. Và ở thế bất lợi, Van Dijk đã buộc phải phạm lỗi với Alexander Isak, đồng thời nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tính trực diện trong lối chơi của Gordon tiếp tục được thể hiện ở trong hiệp 2. Ngay trong 90 giây đầu tiên của hiệp 2, Gordon đã có hai lần liên tiếp vượt qua Arnold để tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho Newcastle. Lần đầu tiên là khi Gordon đẩy trái bóng dọc biên và thực hiện một pha tạt tầm thấp nhưng bị Joe Gomez cản phá. Nhưng sau đó, Gordon tiếp tục thực hiện thêm một pha đột phá nữa vào sâu hẳn bên trong vòng cấm của Liverpool. Bóng xuống sát đường biên ngang và Gordon thực hiện một pha chuyền vào để tạo cơ hội cho Isak băng cắt. Newcastle có thể dễ dàng kìm hãm Liverpool và duy trì quyền kiểm soát bóng theo kiểu phòng ngự bằng cách tấn công. Và Gordon chính là nhân tố chủ chốt để Gordon có thể duy trì được lối chơi đó. Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn hiểu thêm về định nghĩa đó. Gordon nhận bóng trực tiếp từ Steven Botman, sau đó trực tiếp dê bóng dọc biên để tiến tới 1/3 cuối sân trước khi xoay ngược để trả ngược lại quả bóng cho Joe Linton. Chỉ trong sau một đường chuyển và khoảng 10 giây, Newcastle đã chuyển vị trí của Liverpool từ trung bình xuống thấp. Gordon đã có màn thể hiện khá nổi bật khi anh có được 12 lần kéo bóng và 6 lần dê bóng trong suốt thời gian thi đấu. Chia sẻ sau trận về màn trình diễn cá nhân, cầu thủ sinh năm 2001 cũng thừa nhận: "Tôi cảm thấy thực sự ổn về mọi mặt, tinh thần, thể chất và cảm xúc. Mọi thứ đều ổn cả. Giờ đây tôi đã có cảm giác làm quen nhiều hơn với hệ thống của câu lạc bộ." Sự cải thiện của Gordon cũng được Eddie Howe công nhận, cậu ấy trông rất mạnh mẽ và tận tụy với mọi tình huống bóng. Màn trình diễn của Gordon ngày hôm nay rất xuất sắc. Tôi nghĩ tốc độ của cậu ấy là điểm thực sự nổi bật. Tốc độ và khả năng tấn công trực diện là điều mọi người đều có thể nhìn ra sau khi chứng kiến cậu ấy thi đấu ngày hôm nay. Những cầu thủ dự bị luôn thay đổi sự cân bằng của trận đấu. Và sự xuất hiện của Harvey Barnes,
Một cầu thủ chuyên về những pha dứt điểm 1, 2 hay từ ngoài vòng cấm lại không mang lại những giá trị tương tự như một cầu thủ giỏi kéo bóng như Gordon. Điều này có nghĩa là Newcastle đã mất đi một mắt xích quan trọng trên hàng công của họ. Và sự góp mặt của Ban cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi phòng ngự bằng cách tấn công của Newcastle. Harvey Elliott thực hiện những pha gây sức ép để thu hẹp không gian chuyền bóng của Quansa và Ano, nhưng chính việc di chuyển như vậy khiến mở ra khoảng trống lớn để trung vệ 20 tuổi bên phía Liverpool đẩy bóng thẳng lên vị trí của Salah ở giữa sân. Việc Salah có được nhiều bóng hơn để xử lý giúp cho Liverpool bắt đầu có những cơ hội để phản công. Và ở bàn thắng gỡ hòa của Liverpool, khoảng trống để Liverpool đẩy thẳng quá bóng lên tuyến giữa cũng đã lộ ra. Tuy nhiên, người thực hiện đường chuyền cho Salah ở pha bóng này là Ano. Eddie Howe có lý do để tiếc nuối về trận thua vừa rồi. Rõ ràng nếu Harvey Barnes có thể kết thúc pha bóng dưới đây bằng một bàn thắng thì mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn với Liverpool từ trước phút 80. Joe Linton có bóng ở giữa sân và nhìn ra Harvey Barnes đang di chuyển rất thuận lợi phía sau Ano. Và một đường chuyền dọc theo đà di chuyển của Ban đã mở ra cơ hội rất lớn cho Newcastle có bàn thắng thứ hai. Hai tuần trước, Ban cũng đã kiến tạo cho Callum Wilson ở trận với Aston Villa trong một tình huống gần như tương tự. Ngày hôm đó, Ban vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tung ra một đường chuyền dọn cỗ để Wilson dứt điểm. Nhưng ở trận gặp Liverpool, Harvey Barnes lại không làm điều tương tự mà quyết định dê bóng vào vòng cấm để rồi bị Quansa và Gomez cản phá sau đó. Tạo ra sự ảnh hưởng bằng việc thay người trong một trận đấu có tầm quan trọng và nhiều diễn biến liên tục như thế này là một điều rất khó khăn. Vì vậy sẽ là quá khắt khe nếu soi xét về tầm ảnh hưởng của Harvey Barnes khi mới chỉ được vào sân thay người trong một thời gian ngắn. Eddie Howe sau trận chia sẻ, chúng tôi phải có sự tin tưởng vào những cầu thủ trên băng ghế dự bị, chúng tôi phải đặt niềm tin vào những cầu thủ hàng đầu đang sở hữu. Tôi không thể sợ việc đưa họ vào sân trong tình thế đó. Đôi khi bạn thực hiện những sự thay đổi, nhưng diễn biến sau đó lại không như bạn mong đợi. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng điều tương tự sẽ không xảy ra nếu tôi không quyết định thay người. Bóng đá là như vậy và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này. Tuy vậy, trận thua này sẽ là bài học để Howe có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình trong việc đưa ra quyết định thay người. Có thể lần tới, vị chiến lược gia người Anh sẽ cần suy xét kỹ lưỡng trước khi thay thế Gordon.